Mỹ hướng tâm Biển Đông là câu hỏi buộc Cộng sản Việt Nam trả lời dứt khoát với dân tộc Việt Nam, bán nước giữ đảng hay bỏ đảng bà Trung. Nói chuyện trước các hạt giống đỏ nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông đã ca ngợi dũng khí của hai bà Trưng và tinh thần dân tộc đầy tự hào của người dân Việt Nam, nguyên văn như sau. Hào khí đó cháy bỏng trong con tim của mỗi người yêu nước và mỗi quốc gia. Người dân nước Việt Nam đã nhận biết về hào khí này không phải chỉ cách nay 200 năm, mà có từ gần 2.000 năm trước. Vào khoảng năm 40 sau Công Nguyên, hai bà Trưng đã tiên trinh đánh thức tinh thần dân tộc của người dân trên mảnh đất này. Đó là lần đầu tiên người Việt Nam đứng lên vì nền độc lập và niềm tự hào dân tộc. Thông điệp của Trump hàm ý rằng dân tộc Việt Nam là một dân tộc luôn đề cao tinh thần độc lập, luôn tự đứng trên chính đôi chân của mình để giữ nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Tinh thần này đã có từ ngàn xưa, và dù tuy mạnh yếu mỗi lúc khác nhau nhưng hào kiệt đời nào cũng có. Khi nói chuyện với Trần Đại Quang về Biển Đông, Trump ngọt lời tôi là người trung gian rất tốt và là người phân biệt sự rất tốt. Và là một người phân sự rất tốt, tôi đã làm nhiều từ cả hai phía. Vì thế, nếu tôi có thể giúp gì, xin hãy cho tôi biết. Sau đó hàng loạt động thái cứng rắn của Mỹ đã diễn ra ở Biển Đông, với sứ mệnh cốt lõi là đảm bảo tự do hàng hải, mà đối tượng mà Mỹ nhắm tới chính là Trung Cộng. Để làm được điều đó, nước Mỹ là trên hết. Thì ngoài việc phải đánh thắng tiêu diệt được điểm mạnh của Trung Cộng là Made in China 2025, thì Biển Đông chính là lá bài chốt hạ mà Mỹ phải rút để ép Trung Cộng trắng tay, móng bài, vì không có được phọng nào trong ván bài phọng Mỹ-Trung. Tầm quan trọng của Biển Đông luôn gắn liền với chiến lược an ninh quốc gia Mỹ được Trump công bố vào ngày 18 tháng 12 năm 2017. Nay tầm quan trọng của Biển Đông lại được Mỹ chú trọng hơn khi Trung Cộng đang bộc lộ yếu thế trên chiến trường thương mại Mỹ-Trung. Và Biển Đông lại một lần nữa được Mỹ gọi tên trong dự thảo đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2019 vừa được Thượng viện Mỹ thông qua trước khi Hạ viện đồng, và sẽ được Tổng thống Trump ký để trở thành luật chính thức. Điểm lưu ý trong các văn bản của NTAA 2019 đó là thông qua ngân sách 717 tỷ USD cho Bộ Quốc phòng Mỹ cho năm tài khoá 2019 và yêu cầu ngũ sắc đài phải minh bạch và công khai hơn về những hoạt động quân sự hóa phi pháp, cũng như khả năng tiềm tàng của việc Trung Cộng sẽ có hoạt động bồi đắp cải tạo trái phép mới trên Biển Đông. Cốt lõi của báo cáo công khai của ngũ sắc đài là phải mỗi báo cáo về một hoạt động quân sự hóa và bồi đắp cải tạo dưới một mục nhỏ cần bao gồm một tóm tắt ngắn và một hoặc nhiều ảnh liên quan tới hoạt động cải tạo hay quân sự hóa đáng chú ý đó. Như vậy, Mỹ muốn hoàn tất nhiệm vụ tại bản chiến lược an ninh quốc gia Mỹ ban hành năm 2017. Và đạo luật ủy quyền quốc phòng 2019 thì Mỹ phải lôi Cộng sản Việt Nam vào cuộc và ép Cộng sản Việt Nam phải đứng trước hai sự lựa chọn với sự trả lời dứt khoát chứ không thể hàng hai, đu dây như các đời tổng thống tiền nhiệm rằng theo Trung Cộng bán nước giữ đảng hay theo dân tộc Việt Nam bỏ đảng bài Trung. Nếu Cộng sản Việt Nam quyết theo Trung Cộng bán nước giữ đảng thì chắc chắn Mỹ sẽ không can thiệp trực tiếp vào nội bộ vì Mỹ không có cái quyền đó. Nhưng không ai cấm được Mỹ sẽ kích thích ủng hộ tinh thần dân tộc Việt Nam mà bài ca ngợi dũng khí của vua bà Trưng nữ nhị vương của Tổng thống Trump đã phát biểu vào ngày 12 tháng 11 năm 2017 tại Việt Nam. Nếu Cộng sản Việt Nam thức thời biết quay về với nhân dân, theo dân tộc Việt Nam, bảo đảng, bài Trung, thì điều kiện tiên quyết mà Đảng Cộng sản Việt Nam phải làm đó là kiện Trung Cộng, sa tỏa BCA để lấy lại Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam. Mà chính miệng của Cộng sản Việt Nam luôn tra trạ là Việt Nam có đủ đầy bằng chứng lịch sử không thể chối cãi về chủ quyền ở Biển Đông. Nhưng để chính danh và hợp lệ bên nguyên đơn, Bộ Cộng sản phải khôi phục lại chính thể Việt Nam Cộng Hòa, không trả lại miền Nam cho Việt Nam Cộng Hòa, nhưng phải thừa nhận chính thể Việt Nam Cộng Hòa là một chính đảng đối lập như điều cốt lõi tại Hiệp định Paris năm 1973. Đó là sự tái thống nhất Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở bàn bạc và thỏa thuận giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam. Không bên nào cưỡng ép hoặc thôn tính bên nào và không có sự can thiệp của nước ngoài. Bởi nếu không phục dựng lại Việt Nam Cộng Hòa để trở thành một chính đảng đối lập, để đứng đơn hợp pháp kiện Trung Cộng ra tòa, thì NSS 2017 và NDAA 2019 của Mỹ cũng như sự toàn vẹn, lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông sẽ không thực hiện hoàn hảo. Bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận vơ bán đứng Biển Đông cho Trung Cộng tại chính cái công hàm năm 1958 rồi. Anh bán anh trừ nợ đánh Pháp đuổi Mỹ, cướp miền Nam,
rồi bằng chứng giấy mực rơi rơi ra đó thì anh lấy tư cách gì để kiện để đòi. Đó là lý do tại sao Cộng sản Việt Nam không bao giờ dám nhắc đến việc kiện Trung Cộng về Biển Đông, chứ chúng luôn miệng rằng có bằng chứng lịch sử không thể chối cãi. Chúng luôn miệt miệng các nhân sĩ trí thức, các nhà học thiệt không cho họ nói tới Biển Đông. Chúng luôn bóp méo tinh thần giữ Biển Đông của Việt Nam Cộng Hòa bằng luận điệu xuyên tạc bôi nhọ vu khống rằng Việt Nam Cộng Hòa đã nhu nhược tự đánh mất đạo. Lỗi không phải do Cộng sản, trong khi đó chính miệng của hai ông tướng Cộng sản là Chuẩn Đô Đốc Lê Kế Lâm và Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Quốc Thước thì nói phải tôn vinh binh sĩ trân vong của Việt Nam Cộng Hòa trong công cuộc giữ chủ quyền biển đảo. Chúng lại lý do lý chấu cho việc kéo dài thời gian không kiện Trung Cộng ra tòa BCA để khi mật ước Thành Đô và 27 văn kiện bán nước được thực thi hoàn tất. Khi luật an ninh mạng và đặc khu có hiệu lực thì khi đó ích đã chín trong nồi, tam tàu đã ăn sạch sau Việt, rồi thì Biển Đông chỉ là hoài cổ, có chăng chỉ là nhớ nước đau lòng con quốc quốc, thương nhà mở miệng cài xa ra. Bãi tư chính là câu hỏi đanh thép của nhân dân Việt Nam, buộc Việt Cộng phải trả lời giữa quốc gia và đảng, Việt Cộng chọn cái nào và ai cứu được Việt Nam thoát khỏi tay Tàu Cộng. Tung diễn ở bãi tư chính giữa Việt Cộng và Tàu Cộng vô tình đã đẩy Việt Cộng vào thế phải trả lời dứt khoát với nhân dân Việt Nam. Và Cộng có quốc tế là giữa Đảng Cộng sản với quốc gia, dân tộc. Việt Cộng sẽ chọn bên nào? Dĩ nhiên Việt Cộng sẽ chọn việc giữ đảng bán nước. Điều tra chứng giới chóp bu Việt Cộng đã chính xác khẳng định thà mất nước không để mất đảng là mất tất cả. Quân đội và công an chỉ biết mỗi một câu là còn đảng còn mình. Vì vậy chẳng những bãi tư chính mà toàn bộ diện tích Biển Đông phần thuộc chủ quyền của Việt Nam, dù cho Tàu Cộng có thè lưỡi bò ra liếm sạch thì Việt Cộng vẫn chỉ giả đò đánh võ mồm giữ chủ quyền bằng miệng, chứ không bao giờ chúng dám giữ chủ quyền về mặt pháp lý bằng hành động cụ thể là khởi kiện Tàu Cộng ra tòa BCA để làm cơ sở kêu gọi Mỹ và cộng đồng quốc tế chung tay giữ giúp Biển Đông. Như vậy nhân dân Việt Nam đừng trông mong vào việc Việt Cộng sẽ giữ được Biển Đông, cũng đừng trông mong gì vào các tổ chức hội nhóm tự nhận sứ mạng đấu tranh dân chủ với những việc làm gãi ghẻ cho Việt Cộng như cấm băng rôn phản đối, gõ phím chữ Tàu Cộng, kêu gọi ký vào tuyên bố Biển Đông, ký tình nguyện thư. Bởi thực chất những hành động này cũng tương đồng như việc Việt Cộng la lối phản đối quan ngại mà thôi. Nói chẳng ra là những hành động này chỉ là cách hạ nhiệt dân Việt như cách lục rồi. Tức khi Việt Cộng và Tàu Cộng diễn tường ở bãi tư chính, nó giống như cúc rồi đang trưng phòng sắp nổ. Để chống nổ thì người luộc phải lấy que nhọn chọc thủng những chỗ trưng phòng trên cúc rồi. Vậy thôi, không ai tổ chức người Việt nào cứu được Biển Đông, đội Tàu Cộng ra khỏi phần chủ quyền hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông cả. Một khi vẫn tất nhận để Việt Cộng cai trị Việt Nam, bởi vì từ thời tiền sự đến hiện nay của Việt Cộng, chúng liên tục bán tròn chủ quyền Biển Đông của Việt Nam cho Tàu Cộng, rồi thì sẽ không có chuyện dân tộc Việt Nam giữ được Biển Đông khi vấn đề Việt Cộng cười cổ đè đầu. Cách duy nhất để giữ được Biển Đông cứu lấy Việt Nam, đó là phải khởi kiện Tàu Cộng ra tòa BCA để có được chủ quyền hợp pháp, sau đó cầm cái giấy thắng kiện này đi kêu gọi Mỹ và cộng đồng quốc tế ra tay trợ giúp. Một khi Việt Nam kiện Tàu Cộng ra tòa BCA, thì Tàu Cộng sẽ trưng ra bằng chứng Việt Cộng đã bán Biển Đông cho Tàu Cộng để lấy vũ khí lương thảo đánh Pháp đối Mỹ cướp miền Nam. Lúc này dẫu có mạnh và hung hăng, tham bạo đến đâu thì Việt Cộng cũng sẽ bị nhân dân Việt Nam tiêu diệt bởi tội bán nước dần dần. Muốn kiện Tàu Cộng thì phải có một chánh quyền có đủ tư cách pháp nhân, chánh trụ, chánh danh, chánh nghĩa, được nhân dân ủy nhiệm đứng đơn khởi kiện. Muốn thắng kiện thì phải có bằng chứng lịch sử chứng minh được phần lớn diện tích Biển Đông là của Việt Nam, mà bằng chứng thuyết phục nhất chính là Hiệp định Geneva năm 1954, được kế thừa bởi Hiệp định Ba Lê năm 1973. Bên cạnh đó phải có sự làm chứng của Mỹ như cam kết của Tổng thống Donald Trump trước Trần Đại Quang vào tháng 11 năm 2017 tại Hà Nội. Như vậy để cứu được Việt Nam thoát khỏi tay Tàu Cộng thì trước tiên phải xóa sổ Việt Cộng. Vì xóa sổ Việt Cộng thì phải kiện Tàu Cộng ra tòa BCA để Tàu Cộng công khai bằng chứng bán nước của Việt Cộng. Muốn thắng kiện và tống cổ Tàu Cộng ra khỏi Biển Đông thì phải gửi công hàm nhờ Mỹ giúp đỡ với nguyên tắc hai bên cùng có lợi nhưng vẫn giữ được chủ quyền. Hiện nay mặc dù Mỹ chưa thậm chí là không thể can dự trực tiếp vào Biển Đông, phần diện tích thuộc chủ quyền của Việt Nam, vì Mỹ không có quyền can thiệp vào chuyện nội bộ của bất kỳ quốc gia nào khi chưa có lời kêu gọi hợp pháp từ quốc gia đó. Tuy nhiên không vì thế mà Việt Cộng và Tàu Cộng tự tung tự sát giấu chơi qua biển, đã bán sạch Biển Đông. Bởi vì nước Mỹ, bởi vì Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành đạo luật ủy quyền quốc phòng NDAA, đã được Hạ viện Mỹ thông qua với gói tài chính trên 700 tỷ USD
mà một trong số này có đơn nguyên chi phí cho Biển Đông. Năm ngoái, Mỹ đã cho tàu cộng thấy quyết tâm của Mỹ ở Biển Đông thông qua đạo luật NTAA, là lần đầu tiên Mỹ không mời tàu cộng tham gia cuộc tập trận chung GIMPAT, là mời Việt Cộng làm đại biểu thay thế. Bằng phép thử táo bạo này, Mỹ không khó nhận ra bản chất đu tàu giữ đảng của Việt Cộng khi Việt Cộng không cử tàu chiến tham gia tập trận chung GIMPAT mà chỉ cử người. Trong khi đó, Việt Cộng lại cử tàu chiến tham gia tập trận chung tay tàu cộng và Nga nộp. Giờ đây, Mỹ lại tiếp tục thực thi đạo luật NTAA để siết cổ tàu cộng, đó là cung cấp cho Đài Loan gói vũ khí hơn 2 tỷ USD. Vào rạng sáng ngày 8 tháng 8 năm 2019, theo giờ Hà Nội, Mỹ đã ban hành lệnh cấm doanh nghiệp tàu cộng tiếp cận các gói thầu mua sắm của chính quyền liên bang theo đạo luật NTAA, đó là không cho phép tất cả các cơ quan liên bang của Mỹ mua các thiết bị công nghệ và viễn thông từ 5 công ty của tàu cộng là Huawei, ZTE, Hytera, Hanhao Hikvision và Dahua. Các quy định thực hiện lệnh cấm này bắt đầu có hiệu lực vào ngày 13 tháng 8 năm 2019 và là một phần của đạo luật ủy quyền quốc phòng NTAA. Đài Loan và Biển Đông là một hợp phần quan trọng trong đạo luật ủy quyền quốc phòng NTAA. Vì vậy, việc Mỹ không thể trực tiếp can dự vào Biển Đông, phần chủ quyền của Việt Nam can dự vào tuần diễn của Việt Cộng và tàu cộng ở Bã Tư chính, nhưng Mỹ sẽ luôn luôn theo sát và tác động gián tiếp thông qua đạo luật NTAA của Mỹ. Mà trong đạo luật NTAA này sẽ không thiếu việc ủng hộ Đài Loan, tự quyết và tác động cho Việt Nam khởi kiện tàu cộng ra tòa BCA bằng cách viện dẫn Hiệp định Ba Lê năm 1973. Chỉ có nhân dân Việt Nam mới cứu được Việt Nam, và chỉ có sự giúp đỡ của Mỹ thì dân tộc Việt Nam mới giữ được toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Muốn giữ được toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam thì phải xóa sổ Đảng Cộng sản Việt Nam, mà chỉ có Mỹ với việc tái thực hiện Hiệp định Ba Lê năm 1973 mới giúp nhân dân Việt Nam tiêu diệt sạch sẽ tập đoàn bán nước, giữ Đảng Cộng sản mang tên Việt Cộng.